Chào các bạn, hy vọng các bạn đang có một ngày trading gặp nhiều thành công. Sáng hôm nay mình cũng đã trade cổ phiếu SPY và mình cũng đã thắng sau khi mình trade tổng cộng 3 lệnh. Đầu tiên là mình vô cổ phiếu SPY Call, sau đó là mình vô cổ phiếu SPY Put. Nếu các bạn nhìn vào cái chart trong hình thì các bạn sẽ thấy cổ phiếu SPY sáng nay trước khi thị trường mở cửa thì nó đang có tín hiệu lên rất là mạnh và sau khi mở cửa nó lại tiếp tục lên nữa. Và mình đã vô Call 2 lần. Và sau đó mình vô cổ phiếu SPY Put vào lúc 10 giờ 20 thì lúc này chỉ báo đã cho thấy rằng SPY đã đụng vào cái đường kháng cự là resistance và nó đã đi xuống. Và mình trade tổng cộng 3 lần là mình đã đơn và mình đi pick up pizza để mình đem đến trường học cho con trai của mình. Như các bạn cũng biết, ngày xưa mình làm trong ngành giáo dục, mình dạy học trường đại học và mình dạy high school, cho nên mình hiểu cái công việc dạy học nó rất là cực khổ. Ở chỗ là các bạn đang trồng người chứ không phải các bạn trồng cây. Trồng cây thì các bạn mất có 10 năm, như ta nói là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Khi các bạn trồng người thì cái vấn đề, cái áp lực rất là lớn vì các bạn phải làm đúng, các bạn phải dạy đúng tiêu chuẩn, cũng như là những gì các bạn làm đó là các bạn đem đến cái thế hệ tương lai sau này. Và cái đồng lương của cái ngành giáo dục nó không có nhiều, đặc biệt là các bạn dạy trên những cái lớp như là elementary hoặc là middle school. Cho nên hầu như tuần nào khi thị trường cho mình những niềm vui là những cái chiến thắng của mình trên thị trường, mình lại chia sẻ cái niềm vui đó bằng cách là mua những cái món ăn đem đến cho những thầy cô giáo của con của mình. Chẳng có bao nhiêu cả, nhưng mà đó là cách có thể lan tỏa niềm vui đến cho mọi người. Nếu các bạn muốn biết làm sao có thể day trade một cách thành công và hiệu quả và không có gây nhiều áp lực như Jason làm mỗi ngày, thì các bạn có thể học những cái lớp day trade. Mình có thể chia sẻ hướng dẫn cho các bạn một cách cặn kẽ. Alright, và bây giờ thì mình phải đem pizza đi vào trong cái trường elementary. Chúc các bạn sẽ có một ngày trading gặp nhiều may mắn.